Tech One hân hạnh đồng hành cùng Cộng Review. Xin chào các bạn, chào mừng đã quay trở lại với kênh YouTube của Cộng Review. Hiện tại thì trên tay mình đang là hai sản phẩm đang có mức giá rất tốt ở trong các khúc khoảng từ 7 cho đến là 8 triệu. Một bên sẽ là đại diện đến từ Samsung, đó là Samsung Galaxy Z7 Plus. Và bên tay trái của mình đó sẽ là chiếc Oppo F7. Nó là một sản phẩm mới Oppo giới thiệu ra. Và cả hai sản phẩm này thì mình đều mượn được ở bên cửa hàng siêu thị di động Tech One. Nếu như các bạn có quan tâm gì đến hai sản phẩm này, đặc biệt là muốn đặt hàng cái chiếc Oppo F7 này, thì mình sẽ để một cái đường link ở phía dưới phần mô tả cho các bạn có thể tiện cho việc đặt hàng. Họ đã có mức giá rất tốt, cùng với đó là rất nhiều quà tặng đi kèm nữa. Thì trong video ngày hôm nay, như tiêu đề, mình sẽ làm một video so sánh nhanh giữa hai sản phẩm này để xem đâu sẽ là chiếc máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn hơn ở trong tầm khoảng 7 cho đến là 8 triệu nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về khoản thiết kế. Với thiết kế thì chiếc Oppo F7 này nó là một sản phẩm mới ra của Oppo và nó sẽ có form thiết kế. Nếu như thoạt nhìn qua thì các bạn sẽ nghĩ đây là một cái mặt kính, nhưng mà rất tiếc đây chỉ là một cái mặt lưng được làm bằng nhựa mà thôi. Kể cả là cái phần khung viền này thì nó cũng chỉ được làm bằng nhựa. Và chất lượng hoàn thiện thì mình đánh giá nói chung là nó cũng ổn, nhưng mà nghe nhựa thôi thì chúng ta đã có phần nào không thích rồi đúng không nào. Và đặc biệt là cái mặt lưng nhựa của chiếc Oppo F7 này nó được làm khá là bóng, vậy nên nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay khá là nhiều. Như các bạn đang thấy thì mình cầm ở đây đó, nó để lại mồ hôi dấu vân tay rất là nhiều, nên là nhìn thì nó sẽ hơi khó chịu một chút. Và nếu như cầm lâu ấy, khi mà nhìn vào cái mặt lưng này, các bạn sẽ thấy rõ dấu vân tay hiện lên rất là nhiều và nó sẽ cực kỳ là khó chịu. Còn với chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus này thì nó sở hữu một cái thiết kế với mặt lưng là kim loại, nhìn nó sẽ khá là cao cấp. Và ở cái phiên bản màu đen này ấy, thì nó cũng khá là bám mồ hôi và dấu vân tay, nhưng mà có phần nào đấy thì mình lại thích hơn, bởi vì mặt lưng kim loại thì nghe qua kim loại và nhựa thì chắc là các bạn cũng biết chất liệu nào sẽ cao cấp hơn đúng không nào. Nên là nếu như mà so với khoản thiết kế ở trên Samsung Galaxy Z7 Plus và Oppo F7 thì cá nhân mình sẽ thiên hơn một chút về sản phẩm đến từ Samsung. Còn tiếp theo chúng ta sẽ cùng nói đến đó là về màn hình. Thì với chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus thì nó sẽ có một cái kích thước màn hình là 5.5 inch với độ phân giải là Full HD. Và với chiếc Oppo F7 mà mình đang cầm ở đây thì nó sẽ có màn hình với tỷ lệ mới. Chúng ta sẽ có một cái kích thước màn hình nó lớn hơn một chút, đó là 6.23 inch và độ phân giải là Full HD Plus. Nói về chất lượng hiển thị thì cá nhân mình thấy là nó cũng khá là ngang ngửa nhau. Nhưng tuy nhiên nếu như để nói về cái độ thịnh hành ấy, thì mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại màn hình của Oppo F7 nó sẽ được đánh giá là cao hơn một chút, bởi vì nó có một cái màn hình với tỷ lệ mới. Nó sẽ khiến cho cái thẩm mỹ của chiếc máy khi mà nhìn vào nó là đẹp hơn và nó sẽ đem lại cho chúng ta những cái cảm giác khi trải nghiệm nó là tốt hơn. Vậy nên về phần màn hình, không nói về chất lượng hiển thị mà mình nói về cái tỷ lệ màn hình như này thôi, thì Oppo F7 nó đã có lợi thế hơn khá là nhiều so với cả chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus rồi. Tiếp đó là về hiệu năng thì các bạn chỉ cần nghe con chip được trang bị ở trên hai chiếc máy này thôi thì cũng biết được là chiếc máy nào có hiệu năng tốt hơn. Với Samsung Galaxy Z7 Plus thì nó sẽ được trang bị vi xử lý là Helio P25, dung lượng RAM sẽ là 4GB. Còn với chiếc Oppo F7 này nó sẽ là một vi xử lý đời cao hơn khá là nhiều, đó là Helio P60, dung lượng RAM ở phiên bản mình đang cầm cũng sẽ là phiên bản RAM 4GB. Chỉ với tên con chip như vậy thôi thì các bạn cũng có thể biết được là Oppo F7 nó sẽ hơn hiệu năng khá so với cả Samsung Galaxy Z7 Plus rồi đúng không nào. Và thực tế ở trên Cộng Review cũng đã có rất nhiều những video nói về hiệu năng của chiếc Oppo F7 này với cả vi xử lý Helio P60 rồi. Nó cho một cái khả năng chiến game ở mức rất là tốt, và cá nhân mình thấy thì con chip này nó cho một hiệu năng khá là tương xứng so với cả tầm giá khoảng 7 chứ là 8 triệu ở trong khúc hàng chính hãng, chứ không giống như những cái con chip MediaTek khác mà Oppo thường hay trang bị ở trên những sản phẩm của mình. Con chip này thì nó đã được cải thiện hơn khá là nhiều và hiệu năng thì nó cũng ở mức khá là ok. Nên nhìn chung mình thấy là hiệu năng của Oppo F7 khá là ổn, và trong trường hợp này thì nó sẽ hơn Samsung Galaxy Z7 Plus khá là nhiều. Một khoản nữa cũng được khá là nhiều người quan tâm thì đó là về camera. Ở camera thì mình đã tham khảo ý kiến của anh người lạ, thì anh ấy nói là camera cả trước và sau Oppo F7 đều sẽ hơn so với cả chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus này. Và cá nhân mình thấy thì cũng khá là đúng như vậy. Đặc biệt là ở khoản camera trước thì khả năng selfie của chiếc Oppo F7 này thực sự nó rất là ấn tượng. Đây mình sẽ show ra luôn. Và như các bạn đang thấy thì mình đang show camera trước của cả hai chiếc máy này. Với chiếc Oppo F7 thì mình thấy là da mặt mình nó có vẻ như là mịn hơn, còn ở bên Z7 Plus thì nó sần sùi hơn. Da mặt mình thì cũng khá là xấu, nên nói chung là Z7 Plus nó sẽ thể hiện nó thật hơn một tí, nhưng mà mình lại thích của F7 hơn. Và có lẽ là với những bạn nữ thì cũng sẽ thích cái tính năng làm mịn da như thế này ở trên Oppo F7 hơn. Nên là trong khoản này thì nói chung cả trước và sau mình đều sẽ đánh giá là Oppo F7 nó sẽ hơn về khoản camera. Tiếp theo là về thời gian sử dụng pin thì cả hai chiếc này mình đánh giá khá là xem nhau. Với chiếc Oppo F7 thì nó có một cái dung lượng pin nó nhỉnh hơn một chút, nhưng mà bù lại thì cái kích thước màn hình của nó là lớn hơn một tẹo, nên là nói chung nó bù trừ đi cho nhau thì mình thấy là chênh nhau cũng không đáng kể lắm, nên là mình sẽ đánh giá ở khoản on screen là ngang nhau. Và ngoài ra về một số cái yếu tố khác thì cá nhân mình sẽ đánh giá Oppo F7 nó sẽ hơn ở một số khoản.
Ví dụ như là cái chiếc máy này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là hai SIM và một thẻ nhớ. Các bạn có thể sử dụng được đồng thời hai SIM và một thẻ nhớ luôn, chứ không phải như cái chiếc máy này nó có khe SIM line là sử dụng hai SIM hoặc là một SIM một thẻ. Hơn nữa thì ở cái phiên bản bộ nhớ trong thấp nhất của Oppo F7 nó sẽ có 64GB bộ nhớ trong, còn với chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus thì nó sẽ chỉ có 32GB bộ nhớ trong mà thôi. Với cái điều kiện là bộ nhớ lưu trữ nó lớn hơn như vậy thì cá nhân mình sẽ đánh giá là trường hợp ở trong khoảng 7 cho đến là 8 triệu thì chiếc Oppo F7 này nó sẽ hơn so với chiếc Samsung Galaxy Z7 Plus. Ít nhất là với cá nhân mình trải nghiệm thì thấy là vậy. Cùng với đó thì mình cũng nghĩ là với những bạn nữ khi mà đi mua điện thoại ấy, thì Oppo F7 nó sẽ là một chiếc máy phù hợp hơn cho các bạn có thể sử dụng được. Cả về camera selfie này hay là cả về hiệu năng các thứ thì mình đều sẽ đánh giá là Oppo F7 nó sẽ hơn. Chỉ có duy nhất một khoản mà từ đầu video đến giờ mình đánh giá là Z7 Plus nó hơn, đó là về cái khoản thiết kế. Nó có một cái mặt lưng kim loại này thì nhìn nó có vẻ là sang hơn một tí, nhưng mà thực ra Oppo họ làm cho cái mặt lưng nhựa của họ sáng bóng như thế này thì nhìn nó cũng khá là sang. Có điều là nó sẽ hơi bám mồ hôi vân tay một chút thì cái điều này chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi, đúng không nào? Và ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái video so sánh nhanh giữa hai sản phẩm Samsung Galaxy Z7 Plus cùng với đó là chiếc Oppo F7 ở trong phân khúc giá khoảng từ 7 cho là 8 triệu. Nếu như có một số tiền khoảng như vậy thì các bạn sẽ lựa chọn đến Samsung Galaxy Z7 Plus hay là Oppo F7 thì hãy để lại ý kiến ở phần comment phía dưới video này, chúng ta sẽ cùng luận thêm nhé. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.